thực hư thông tin Hưng Yên lập chốt xét nghiệm COVID-19 tất cả người dân về quê ăn Tết. Bệnh viện Chợ Giấy lập 9 đội chi viện các tỉnh chống dịch COVID-19 dịp Tết. Từ ngày 29 tháng 1, bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân. Bỏ quy định xét nghiệm nCoV với khách quốc tế đến Việt Nam. Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên khẳng định, hiện nay trên địa bàn tỉnh không có chốt chặn kiểm soát người đi lại. Trong thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 23 tháng 1 tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19 nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị xã duy trì hoạt động hiệu quả chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các khu dân cư, ra soát người từ tỉnh ngoài về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính tại các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã, các cơ sở y tế, phòng xét nghiệm tư nhân được cấp phép của Sở Y tế Hưng Yên. Thông tin này đã gây ra nhiều ý kiến khác nhau, trong đó nhiều ý kiến cho rằng quy định này gây khó cho người dân về quê đón Tết. Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên xác nhận, bản thông báo kết luận cuộc họp ngày 23 tháng 1 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có nội dung như trên, song việc sử dụng từ ngữ ở văn bản có chỗ chưa chính xác hoàn toàn dẫn đến bị nhầm. Cụ thể, Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên khẳng định, đối với chốt trên địa bàn tỉnh hiện nay không có chốt chặn, việc kiểm soát đi lại không gây ảnh hưởng đến giao thông, lưu thông như thời gian trước khi thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ. Từ chốt ở đây cần hiểu cho đúng là một điểm hay bàn khai báo đặt tại khu dân cư. Cụ thể, tại các khu dân cư sẽ có một tổ COVID cộng đồng được thành lập để giúp ra soát những người ở địa phương, nơi khác về quê và hướng dẫn khai báo y tế, thực hiện 5K. Đồng thời, xem xét nếu họ chưa xét nghiệm thì hướng dẫn làm xét nghiệm test nhanh tại Ủy ban Nhân dân xã, trạm y tế, phòng xét nghiệm được cấp phép. Việc này để giúp cho người dân về quê được sum họp, ăn uống với người thân được an toàn. Đối với việc yêu cầu người dân về quê xét nghiệm nhanh COVID-19, Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên giải thích, nếu người dân đi một cung đường hai điểm đến và đã tiêm chủng đầy đủ, đồng thời có xét nghiệm ở nơi đi rồi thì không vấn đề gì. Nhưng có thể có những người đi lại bằng nhiều phương tiện khác nhau và trên đó đông người hoặc có thể test ở Nha Trang, Đà Nẵng hay Hà Nội, xong khi về lại ghé chỗ này chỗ kia, tiếp xúc với nhiều người hoặc chưa tiêm chủng. Những người như vậy khi về quê được hướng dẫn thực hiện test nhanh để đảm bảo rằng mình không bị nhiễm bệnh. Ông Hưng nói thêm và cho rằng việc test nhanh rất đơn giản, thời gian chờ đợi chỉ vài chục phút. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên khẳng định, thông tin cho rằng Hưng Yên không chấp nhận kết quả test ở nơi khác, chỉ chấp nhận việc test ở các cơ sở do Sở Y tế tỉnh cấp phép là hoàn toàn không chính xác, gây hiểu nhầm trong dư luận người dân. Vị này cũng nhấn mạnh, việc tỉnh có những khuyến cáo, yêu cầu như trên đối với người dân về quê ăn Tết chỉ nhằm mục đích đảm bảo sức khỏe cho mọi người và giúp bà con đón Tết được vui vẻ, an toàn. Một lãnh đạo tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, dù địa phương có số ca mắc COVID-19 được phát hiện cao trong 2 tuần gần đây, nằm trong top cao cả nước, nhưng trên địa bàn không có chốt chặn, kiểm soát người, phương tiện. Tôi khẳng định Hưng Yên không có chốt nào cả, và nếu ai không tin có thể về kiểm chứng thực tế. Việc đi lại ở Hưng Yên hiện nay thoải mái như ở Hà Nội và các địa phương khác, không có bất cứ ngăn cấm nào cả, vị này nêu. Lãnh đạo tỉnh ủy Hưng Yên cũng cho hay sẽ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉnh lại từ ngữ của văn bản cho đúng, phù hợp. Bệnh viện Chợ Giấy đã lên kế hoạch ứng phó cho tình huống cấp cứu, quá tải bệnh nhân COVID-19 hoặc xuất hiện ca nghi nhiễm Omicron trong đợt Tết Nguyên đán. Theo đó, trong trường hợp bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Chợ Giấy trên 90 ca, toàn bộ tầng 2 khu E được huy động. Khi tiếp nhận trên 120 ca COVID-19, khu hồi sức tích cực D được chuyển công năng thành tiếp nhận bệnh nhân nguy kịch. Khu E và ICUD đã được chuyển đổi thành nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua. Bệnh viện cũng đã thiết lập khu vực riêng để điều trị các bệnh nhân COVID-19 là nhân viên y tế, nhân lực điều động tương ứng với các mức độ gia tăng số giường bệnh. Trong trường hợp có ca COVID-19 nghi nhiễm Omicron, bệnh nhân sẽ được cách ly khu vực riêng, xét nghiệm xác định và điều trị theo phác đồ. Ngoài đội cơ động dự phòng tại chỗ với 30 bác sĩ và điều dưỡng, Bệnh viện Chợ Giấy cũng đã sẵn sàng 9 đội chi viện cho các tỉnh. Khi có lệnh điều động của Bộ Y tế, lực lượng này sẽ nhanh chóng chi viện cho các địa phương, hỗ trợ chuyên môn chống dịch. Đây là những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm điều trị bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch vừa qua. Bên cạnh đó, lực lượng oxy y tế cũng đã được ra soát, chuẩn bị cho tình huống nhu cầu oxy tăng hoặc công ty ngừng cung cấp. Chúng tôi đã lên danh sách dự phòng khi số lượng nhân viên trong ca nhiễm trực COVID-19 trên 30%, đại diện Bệnh viện Chợ Giấy chia sẻ. Cũng trong sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán của Bệnh viện Chợ Giấy. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, từ ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2022, sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân năm 2022 cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm. Tại hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân năm 2022
với mục tiêu đến hết tháng 1 hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 17 tuổi. Trong quý 1 hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ các đối tượng chống chỉ định. Tiếp tục nghiên cứu để triển khai các thủ tục và tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới, với nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2022, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới khác ngoài Omicron. Trong bối cảnh dần mở cửa các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số nhập viện, tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế, đặc biệt tác động đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh nặng, người già, người có bệnh nền. Việt Nam cũng đã ghi nhận 166 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, trong đó có 6 trường hợp phát hiện trong nước, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 5 ca, Hà Nội 1 ca và 160 ca nhập cảnh từ 22 quốc gia trên 49 chuyến bay và một qua cửa khẩu đường bộ Mộc Bài Tây Ninh. Các hành khách đi cùng đã được cách ly, theo dõi quản lý ngay khi nhập cảnh, sức khỏe đã ổn định. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thần tốc hơn nữa thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine nhanh chóng, an toàn, khoa học, hiệu quả. Đẩy nhanh tiêm vaccine cho trẻ em, tiêm mũi tăng cường, có phương án an toàn, hiệu quả, mở cửa trường học trở lại, hoàn thành các mục tiêu được giao. Bộ Y tế tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân năm 2022. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, từ ngày 29 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2022, sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân năm 2022 cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm. Theo kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân của Bộ Y tế, chiến dịch được triển khai trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã, phường, thị trấn. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn, tuyệt đối không để lãng phí. Triển khai chiến dịch đảm bảo tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng COVID-19 đã được cấp, không được để lãng phí vaccine, đồng thời chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an, y tế, giao thông vận tải phối hợp trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng. Theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo chính phủ, hành khách trên chuyến bay quốc tế đến Việt Nam không phải xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 trước khi lên và sau khi xuống máy bay. Ngày 28 tháng 1, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về tình hình thực hiện các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam. Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và mở rộng địa bàn áp dụng thí điểm đến châu Âu, châu Đại Dương. Theo Phó Thủ tướng, việc mở lại các đường bay này nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân Việt Nam ở nước ngoài về nước dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải. Đáng chú ý, Phó Thủ tướng đồng ý bỏ quy định xét nghiệm SARS-CoV-2 với người nhập cảnh trên chuyến bay quốc tế đến Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo cơ quan đại diện của Việt Nam tại các nước thúc đẩy đối tác sớm trả lời đề nghị nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ và để người Việt Nam không bị yêu cầu cách ly khi đến các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ông cũng yêu cầu có hướng dẫn về thủ tục nhập cảnh đối với người Việt Nam bị các nước từ chối nhập cảnh. Bộ Y tế có nhiệm vụ chủ trì, ra soát, có hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng chống biến chủng Omicron, người nhập cảnh. Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ động hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, khai báo y tế với người nước ngoài, đảm bảo liên thông với dữ liệu PC-COVID, tạo thuận lợi cho việc khai báo của hành khách cũng như công tác theo dõi y tế, giám sát, truy vết người nhập cảnh. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giao chỉ đạo chính quyền địa phương và các cấp thống nhất triển khai biện pháp chống dịch theo hướng dẫn cập nhật nhất của Bộ Y tế, thực hiện theo dõi, giám sát y tế đối với người nhập cảnh Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế, chở khách thường lệ về địa phương mình theo đúng quy định. Đặc biệt, Phó Thủ tướng quán triệt không yêu cầu người nhập cảnh khai báo ở nhiều phần mềm, website khác nhau trong quá trình giám sát, truy vết chung. Bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới. Quý vị đừng vội chuyển kênh, Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.